ý là mình hỏi là hỏi chồng nó chứ, hỏi thằng con nhà mình ấy, chứ không hỏi nó được. Mình đúng đang... rồi, mình hỏi thằng mình là thai nhà, hỏi ông thai nhà. Ừ, phải nó đi khám sao? Không nhưng mà hỏi là cái việc này dài dài. Vậy được, cũng được. Nói vậy sao nó? Mình tâm lý của con. Mấy cái con là mình hỏi, xem coi là ở bên cưới nhau lâu rồi mà chưa thấy vấn đề luôn, quá là bầu bì năm đấy, cái hỏi xem mày luôn tìm chỗ kia bên tháng coi nó thì làm sao, đấy nếu mà bình thường thì sao mà chưa có lý nào, hoặc là mình bị làm sao đấy, từ mình con chưa, ông mình là con trai mình á, ừ, hai nhà, mà là chỗ mày xử là chỗ dân chốt làm chính á. Bây giờ nhiều chỗ lắm nhưng mà quan trọng là mình có ưa thuốc đi mai không thôi. Cái bà ở trên này này, cái bà trên này là bà được lính báo đấy. Cuộc một cặp vợ chồng lấy nhau 10 năm không có, 10 năm không có. Đấy, nhưng mà bà ba lấy bà ba đủ đâu mấy tháng ấy, là không có. Cái đấy nó dễ út lắm. Nên trên chồng trước đấy thì tập anh bảo nghĩa ra cho chúng con. Cái đấy bạn uống mà, cái đấy có cái ấm điện này, mình nấu vào rồi uống thay nước lọc thôi mà không khác gì mình hãm chè uống cả ngày vậy đấy, cũng là đơn giản lắm. Nhưng mà đừng cái là bà này về này ăn hàu này, nếu mà có điều kiện ăn ăn rái dê này, ăn hàu này, mút trứng gà sống này. Đấy. Nhưng mà kiêng ý là đấy là mình có điều kiện mới ăn, không thì mình làm đến ăn mút trứng gà sống hay là ăn hàu rồi đấy, ăn hàu rồi ăn trứng gà sống mút đấy, mà cái đấy tôi không mút được, tà nhóc không mút được, bữa tôi về không mút, không mút được, lợm luôn. Kiêng này không được ăn xá này, không được ăn xá, không được ăn hột tiêu này, không được ăn hột tiêu này, rồi là không uống bia rượu này, không thuốc lá thuốc lào này. Đấy. Nếu trong quá trình uống thuốc là không được, mấy cái đấy là không được dùng. Không được dùng. Như đi không có con bảo là hứa con than rồi. Chứ nằm kia mình lên nằm kia chứ. Rồi hai ba ba trái lên rồi. Là đi mới không xe. Chả đi à, chứ cô tôi sẽ chạy lại như là thân quân thì là không có xe. Đi. Lên trên đây bây giờ có xe buýt lên tận đây, nhưng mà phải bắt xe buýt từ đây lên thành phố, từ thành phố nó có xe buýt tiếng 14 từ cây số cho mấy mà lên được chỗ cái số 34 coi bà ba là đợt cho lấy là năm nay thằng bé cháu là 6 tuổi rồi, được là vậy là cũng lấy được 6-7 năm rồi, thì là hiện tại bà ba được giàu lúc bà ba rộng lắm, bà ba đấy mẹ để khát nước rồi bà ba đấy mà cháu quên tên bà ba rồi. Nếu mà đây địa chỉ thì cháu biết, nếu mà ông mà có lấy nè, ông mà thằng đấy mà nó là bà ba đi khám về nè, mà có lấy nè, cháu lại có điện, cháu có người gì đấy, có thằng đồng cống là nó hỏi ra tên bà ba thì là cháu bảo cho hùng cô khóc đấy, trước cháu cũng lấy mà, trước cháu lấy đấy mà, thì giờ chú ra đi đấy mang bảy cây đấy, từ cầu chuối thì ừ tầm đấy bảy cây ngay cầu chuối đấy, rồi đi bể cơi ngay dọc về chợ Bến Xung đó, ngay chợ Bến Xung luôn, cứ ngay chợ Bến Xung luôn, cái chợ cũ đó, ngay chợ Bến Xung nha, vâng khách đi nghe cái thằng kiểm chuyết ra về Phúc Âm thì Phúc Âm có thể lửa đất con ta, lửa đất con người ta có còn ăn không chữa gì, không chữa mà sao chữa mấy cái tiền bây giờ mà không có được để tiền nó kẹt nó kẹt muốn sang trong lòng mình sang được coi chửi cho mà nó bận kẹt nó dài nó. Rồi đêm mấy bữa trước là xe ra, rồi đem xe đi đây. Bà kẹo nói á. Kẹo nói là trả vai. Kẹo nói á. Nhà chồng mình đi ra thì lâu nay mình đi ra chứ tôi gặp là thuốc nhà được kết đâu. Già tôi dần lại chưa chiều ra, vẫn nói nhà chỗ ở đâu mà. Ôi không mấy già nữa. Nó đâu đang theo nó chẳng lại vậy. Tôi biết nè, tôi biết là mình chưa biết được kết quả là bệnh con mình nó như thế nào. Không phải ra mà không phải chạy cái gì cho nó tốt tiền cả. Trước mắt là mình phải đi khám xem con nó như thế nào đã. Khoa hít mượn hít muộn đấy. Trước mắt là mình đi khám để lấy kết quả. Còn bên bác sĩ bên trên bệnh viện nói là làm theo thủ tục để làm, không làm cái gì hết. Em chỉ cần biết kết quả thôi. Nhưng mà tôi nói không đó nè. Nhà thường là nó ra kết quả là nó bắt khám, bắt chữa. Mà có bảo lấy thuốc,
Ra ngồi nhà kiểm tra ngồi ạ. Ra ngoài đó ra ngồi.